Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có một người thông thái đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Người nói với ông: Trong lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó? Ông trả lời: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình. Chúa Giêsu nói: Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống. Nhưng người đó muốn bào chữa mình nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Nhưng ai là anh em của tôi? Chúa Giêsu nói tiếp: Một người đi từ Jerusalem xuống Jericho và rơi vào tay bọn cướp. Chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đối đến đó, trông thấy nạn nhân cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samari đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, sức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa của mình và đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra 2 quan tiền ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: Ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu khi trở về, tôi sẽ trả lại ông. Theo ông nghĩ, ai trong 3 người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp? Người thông luật trả lời: Kẻ tỏ lòng thương xót với người ấy. Và Chúa Giêsu bảo ông cũng hãy đi và làm như vậy. Đó là lời Chúa. Chúng ta ở đời có nhiều việc phải làm, có nhiều điều phải biết, nhưng điều nào là điều quan trọng nhất? Điều nào có thể bỏ qua và điều nào thì không được bỏ qua? Có một điều cần làm, cần biết, nhưng chúng ta lại không biết, cho nên chúng ta lại không làm. Hoặc là biết mà chúng ta coi thường, chúng ta không làm. Điều đó trong bài Phúc Âm Thánh Luca nhắc cho mỗi một người trong chúng ta: Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Anh chị em thử suy nghĩ, có điều gì quan trọng bằng điều đó không? Trong cuộc đời chúng ta có cái gì quan trọng cho bằng sự sống đời đời không? Cứ cho là chúng ta có nhiều tiền bạc, cứ cho là chúng ta có nhiều tài năng, cứ cho chúng ta là có nhiều quyền lực, chúng ta không thiếu một cái điều gì hết trên đời này, kể cả sắc đẹp, kể cả sức khỏe. Nhưng rồi sau đó thì còn lại cái gì? Sau đó còn lại một chút tro tàn và hết. Nó không phải nó chỉ hết mà nó sẽ thâm hụt nữa cơ. Vậy mà chúng ta chăm chú vào những cái điều đó, còn ngược lại có một điều quan trọng là sự sống đời đời. Sự sống đời đời 100 năm, 10.000 năm, tỷ tỷ năm cũng chưa phải là đời đời. Cho nên rõ ràng không còn có cái gì quan trọng hơn là sự sống đời đời. Có một người cũng rất là thiện chí,
cũng có nhiều hiểu biết đến hỏi Chúa Giêsu cái điều mà không ai chịu hỏi: thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Và với cái mạch văn thì người này không có ý thử thách Chúa Giêsu, cũng không có ý gài bẫy như những người đến mà đặt cho Chúa Giêsu những câu hỏi. Chúa Giêsu hiểu được cái lòng của anh, cho nên Chúa gợi ý: vậy thì lề luật bảo phải làm cái gì? Đây là một người thông luật, cho nên trả lời rất chính xác. Lề luật bảo rằng: yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn, và yêu em mình như chính mình. Anh này giỏi lắm, là vì anh đã kết hợp được hai điều quan trọng nhất. Một điều là ở trong sách Lê-vi là sách thánh, một điều là ở trong sách Thứ Luật là sách thánh. Còn Lê Luật thì có 613 điều, thế mà anh có thể rút lại hai cái điều chính yếu. Cho nên Chúa Giêsu rất hài lòng: con cứ hãy làm như vậy. Thì chúng ta cũng biết Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta có vậy thôi. Luật của Chúa chỉ có mến Chúa, yêu người. Nhưng cái người này có lẽ là thiện chí, thấy rằng nhưng mà không biết làm sao, cho nên mới hỏi là cụ thể thì phải làm sao. Thì cụ thể Chúa Giêsu nói cái dụ ngôn của cái người Samaritano nhân hậu mà anh chị em chúng ta biết rồi. Có một người từ Jerusalem đi về, bị kẻ cướp đánh, cướp lấy tiền bạc và vứt ở lề đường. Rồi có một thầy Lê-vi đi ngang, tránh đi tiếp. Có một thầy tư tế đi ngang, gặp tránh đi tiếp. Và cuối cùng thì có một người Samari. Khi nói là một người Samari là cố ý nói với chúng ta là có một người ngoại, một người lạc đạo. Dân Samari thì không thờ Chúa ở Jerusalem mà thờ Chúa ở núi Garizim, cho nên bị người Do Thái cho rằng lạc đạo. Thì cái người lạc đạo đó đã dừng lại, và theo cái cách thức mà anh ta chăm sóc thì chúng ta thấy anh ta không đóng kịch, anh ta không làm vì sợ hãi, anh ta không làm vì khoe khoang, mà anh ta làm với con tim, vì đây là người thân cận của tôi, vì đây là người anh em của tôi. Chúng ta cũng nên chú ý thêm một chút xíu nữa, khi Chúa Giêsu lại dùng hai người, một người là thuộc về giới Lê-vi, một người thì thuộc về nhóm tư tế, làm cho tôi tự nhiên phải nghĩ rằng có một người bị người ta đánh đập và vứt bỏ ở lề đường, thì có một người đi lễ về và nói rằng cái người này xấu cho nên bị như thế này, bỏ đi. Rồi có một người khác cũng đi lễ về, rồi thấy cái này, nói tôi mà tôi chăm sóc người này thì tôi chắc cũng không có khá gì, thôi tránh và đi. Rồi thì có cái người khác mà trong đó đổ cái thứ lạc đạo, đổ cái thứ bị kết án, đổ bị ruồng bỏ, thì cái người đó dừng lại và bằng cái cử chỉ là xuống ngựa, rồi thì sức vết thương, rồi thì đổ dầu, rồi thì đưa lên trên lưng lừa, rồi đưa về nhà trọ, rồi trao cho chủ trọ với lời hứa tôi còn sẽ trả tiền nữa. Và Chúa Giêsu mới nói với cái người kia: hãy về và làm như vậy. Vậy thưa anh chị em, trước hết
là lời Chúa nói với tôi, nói với các tu sĩ và anh chị em. Quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta là sự sống đời đời. Cho nên phải đánh đổi tất cả để đoạt cho được cái sự sống đời đời. Trong sách cũng đã nói với chúng ta, lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì. Phải có những bài lời Chúa, phải có những cái dụ ngôn để mà thức tỉnh, để mà nói với chúng ta. Nhưng mà chúng ta sẽ nói với Chúa, lạy Chúa, chúng con biết hết rồi. Chúng con biết là phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Chúng con biết là phải yêu mến anh em con. Nhưng mà Chúa nói thì dễ, chúng con nghe thì dễ, mà làm thì không được. Sau bao nhiêu lần quyết tâm hối cải, nhưng mà rồi hễ cứ thấy cái gương mặt đó là trong lòng nó cứ đùng đùng, máu nó xông lên đầu, và không có cách gì mà nhìn, không có cách gì mà có một cái lời, một cái nụ cười được. Vì chúng ta tất cả là yếu đuối, là xác thịt. Cho nên chúng ta nói với Chúa, thôi thì Chúa cũng thông cảm, con sẽ bố thí, con sẽ dâng rất là nhiều tiền của, nhưng mà tha thứ cho cái người này, Chúa để cho con từ từ cái đã. Và chúng ta coi như là giới răn của Chúa để chiêm niệm thôi, để cầu nguyện thôi, còn thực tế thì chẳng làm được đâu. Trở lại bài đọc một, là một cái tia sáng nói với chúng ta, luật Chúa tốt lành, luật Chúa cần thiết như vậy. Mà luật Chúa ở đâu? Thì trong bài đọc một đã nói, luật Chúa không ở trên trời xanh mây tít trên trời. Và chúng ta nói rằng lạy Chúa xa vời quá, ai mà lên trời để lấy lời Chúa xuống mà thực hành? Hay là lời Chúa ở tuốt bên kia biển khơi, con không có phương tiện để vượt biển mà qua lấy lời Chúa? Biết được không? Lời Chúa ở trong lòng ngươi, lời Chúa ở trong cuộc sống ngươi. Chúa không bao giờ đòi hỏi chúng ta một cái gì mà chúng ta không thể làm được. Dứt khoát là như vậy. Những gì Chúa đòi hỏi là những điều thánh thiện. Những gì Chúa đòi hỏi là những điều lợi ích nhất cho chúng ta. Những gì Chúa đòi hỏi là những gì cần thiết nhất cho chúng ta, và cũng là những gì mà chúng ta có thể làm được thì Chúa mới đòi hỏi. Thì tôi xin phép cụ thể hóa thêm một chút nữa, tại vì chúng ta có chị Mary Thánh Thể đang nằm đây ở giữa cộng đoàn của chúng ta. Cũng cái nhà này, cũng cái cung nguyện này, cũng cái nhà nguyện này, chị đã ở đây 69 năm. 69 năm. Chúng ta có thể nói rằng phí phạm 69 năm, hay là 69 năm có làm được cái gì đâu, có để lại cái nhà thờ nào đâu, có để lại cái bệnh viện nào đâu, có để lại cái công trình nào đâu. Chị nằm đây rồi xác chị sẽ tiêu tan đi, rồi với thời gian chị cũng sẽ bị quên lãng. 69 năm sống ở đây, trong cuộc đời 93 năm, cuối cùng còn lại cái gì? Tôi xin trả lời, còn lại đời sống vĩnh cửu với Chúa. Và giờ đây chị thể hiện cái điều mà trong cuộc sống Chúa đã đòi hỏi ở nơi chị. Mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết lực lực, hết trí khôn, và yêu em tha nhân như chính mình.
không bây giờ chúng ta thực hiện được, mà chúng ta thực hiện được từng bước, và giờ đây thì chỉ thể hiện điều đó một cách trọn vẹn. Vì giờ đây đối với chị còn cái gì nữa? Còn Thiên Chúa, còn tha nhân là chúng ta. Và suốt cả trong cái vĩnh cửu, chị sẽ thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa, chúc tụng Chúa, tôn vinh Chúa, cảm tạ Chúa, khẩn cầu Chúa suốt cả vĩnh cửu, để vì phần rỗi của anh chị em mình. Thì thế nên tôi muốn dùng một cái hình ảnh này để nói với chúng ta, Chúa không có đòi hỏi chúng ta phải vào nhà kín, Chúa không đòi hỏi chúng ta phải ăn chay hãm mình, Chúa chỉ đòi hỏi chúng ta ai là chồng hãy là chồng, ai là vợ hãy là vợ, ai là cha mẹ hãy là cha mẹ, ai là con cái hãy là con cái. Nhưng trước hết hãy nhìn tất cả mọi người là tha nhân của tôi, hãy nhìn tất cả mọi người là anh em của tôi, và hãy cư xử như là anh em của tôi. Và như thế là chúng ta thi hành luật Chúa, là như thế Chúa bảo chúng ta anh em chúng con sẽ có được sự sống đời đời, không phải là một cái gì quá sức chúng ta. Khi Chúa còn nói với chúng ta, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế, và ơn của Chúa luôn luôn đủ cho chúng ta để có thể thực hiện ý muốn của Chúa. Tôi xin anh chị em chúng ta để ra chừng một phút thôi để suy nghĩ những gì mà Chúa muốn nói với chúng ta.